Welcome to Tonight Quý Viet Thao. Hôm nay câu chuyện mở đầu của chương trình Tonight Quý Viet Thao là nói về đề tài mà người Việt Nam chúng ta thường hay gặp phải, đó là vấn đề khi đi shopping. Khi đi shopping chúng ta lên xe, khi mà đi shopping rồi vô xe thì vô không được là tại vì thấy nguyên cái cart, tức là cái xe mà người ta đi chợ đó, đậu kế bên xe mình. Rồi thế là mình phải lấy chiếc xe, nếu mà cái người có lòng hang họ đẩy chiếc xe vô cái chỗ đậu. Còn nếu không á, đẩy xe qua kế bên kia, cái mình ve xe ra, một chút người ta ra thấy chiếc xe lại đẩy qua, đẩy lại. Khi mà đến một cái khu shopping, thí dụ ở Huntington Beach, mình thấy cái chừng 3-4 chiếc xe đậu ngoài parking. Nhưng mà vô cái Costco ở khu Santa Ana hay Westminster, ui trời ơi, mấy chục chiếc luôn. Là tại vì phần lớn người Việt Nam mình đi xe có cái thói quen là cái xe đựng đồ ở trong chợ ra rồi đậu ngay ngoài đó chứ không đẩy vào cái chỗ của người ta đậu sẵn. Tôi nhớ có một lần khi mà đi show bên ở Đức, ở Germany, ở bên đó người ta có cái cách hướng dẫn và giáo dục công dân của họ khi đi shopping mà cái chiếc xe để chở thực phẩm, đồ ăn mà mình mua trong chợ đó bằng cách là muốn lấy chiếc xe phải bỏ vô một Đức mã, tức là $1. Khi bỏ vô $1 mình mới lấy được chiếc xe. Thì khi nào đi chợ rồi, bỏ đồ vô xe rồi mình mới đẩy chiếc xe lại cái chỗ đậu đó, mình mới lấy lại được đồng bạc, coi như thối lại. Nó là fair. Như vậy thì ai muốn bỏ chiếc xe ở đâu cũng được thì mất 1 đồng thôi. Cái tiền đó mướn nhân công để dọn dẹp. Cái chuyện đó chưa quan trọng bằng người Việt Nam mình còn có thói quen sử dụng cái chiếc xe gọi là cái cart để chở đồ ăn đó, để đẩy khi đi chợ, đi shopping đó, đi về tới nhà luôn. Nha, đẩy đi về tới nhà của mình xong rồi, cất luôn trong nhà để dành ngày mai đi tiếp. Cái đó sẽ rơi vào tình trạng là đi ăn cắp cái tài sản của cái chợ, mình sẽ bị phạt rất nặng. Quý vị nhớ điều đó, không bao giờ, thứ nhất, không nên đẩy xe đi về nhà mình. Khi đẩy ra khỏi chợ mà về hướng nhà mình là coi như mình đang cắp tài sản của người ta. Cái thứ hai nặng nhất là để ở trong luôn nha, để trong nhà mình, cái đó không được. Cho nên quý vị, các bạn hãy thể hiện được cái văn minh của một cái nơi mà văn minh người ta đã tạo sẵn tiện nghi cho mình. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi đi chợ cũng vậy đó, tôi đẩy chiếc xe cũng bỏ tầm 7 tầm 3, bây giờ cũng vậy nè. Có khi trời mưa nha, mình đâu có ra được ẩu, đẩy mẹ nó đi. Nhiều khi chiếc xe đụng xe người ta nữa, tội nghiệp lắm. Thử tưởng tượng xe mình mà người ta đẩy, nó trầy xe mình cảm giác như thế nào. Nhưng mà càng về sau này, khi ở nước Mỹ lâu, tự nhiên, cái này không ai dạy. Hình như một cái phản ứng tự giác hay là cái văn minh của con người dạy cho mình. Chất đồ vô xe xong rồi, tự nhiên tôi đẩy chiếc xe đi lại đúng ngay cái chỗ để xe xong rồi lại lái xe, mình cảm thấy thoải mái hơn. Nhớ nghe quý vị, nhớ nghe các bạn. Hãy cho người ta nhìn người Việt mình với một ánh mắt đẹp hơn, thân thiện hơn. Người Việt Nam mình trật tự và ngăn nắp, văn minh và lịch sự ngay cả trong lúc đi chợ. Được không quý vị? Được không các bạn? Yeah? All right. Hôm nay chương trình Tonight Quý Viet Thao, một cái vinh dự rất lớn mà nhiều lần tôi mời chưa được, hôm nay mới được. Đó là một huyền thoại của Việt Nam về hài. Đó là danh hài VĂN CHUNG. Tôi hôm nay cũng có mặt hôm nay. Yeah. Nếu người ta nói VĂN CHUNG khoảng 90 mấy tuổi, nhưng mà đối với tôi VĂN CHUNG cỡ khoảng 60 mấy thôi. Ta nhìn còn trẻ và đẹp trai, giống như Viet Thao vậy đó. 63 tuổi nhìn giống như 40 mấy tuổi. Và bên cạnh VĂN CHUNG còn có một tiếng hát mà mọi người cũng đang rất yêu thích. Đó là ca sĩ Tuấn Châu. Sẽ có mặt ngay trong chương trình Tonight của Viet Thao sau phần quảng cáo của đài. Welcome back to Tonight Quý Viet Thao và chương trình. Trước khi giới thiệu chú Bảy VĂN CHUNG cũng như ca sĩ Tuấn Châu, thì Viet Thao cho biết là cuối tuần này Viet Thao ở đâu. Các bạn ở Virginia Beach trong một cái chương trình Hùng Phước để xây chùa Pháp Nghiêm, Viet Thao sẽ có mặt ở tại Virginia Beach vào Chủ nhật này nha, July 23, ngày 23 tháng 7 năm 2017. Các bạn nhớ chúng ta sẽ gặp ở đó trong một chương trình giúp cho chùa Pháp Nghiêm. Ngày hôm nay Viet Thao không có trả lời thư tín, muốn dành nhiều thời gian cho nghệ sĩ ngày hôm nay. Và đặc biệt là quý vị nào muốn gửi thư tín về cho Viet Thao, gửi về địa chỉ là tonightwithvietthao@schannel.com, thì thư tín đó sẽ tới và chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị với những cái thơ cần thiết. Rồi, bây giờ tất cả thời gian dành lại cho phần trình diễn tối hôm nay. Trước khi giới thiệu chú Bảy VĂN CHUNG là một huyền thoại của Việt Nam, thì chúng tôi muốn được giới thiệu đến người partner của chú Bảy VĂN CHUNG hiện nay. Đó là một trong giọng hát gắn liền với tên tuổi của nam nghệ sĩ và nam danh ca Hùng Cường đã qua đời. Phần trình diễn của Tuấn Châu trong một ca khúc gắn liền với Hùng Cường nữa, Dù Qua Lạc Lối, Tuấn Châu. Yeah. Yeah.
thường rơi, bác ba lô anh gõ cửa trời. Thiên lôi cầm búa ra mời, tin Nga từng lũ reo cười, á lính nhảy dù anh chị em ơi. Giáp sĩ chào nguyên túc cơm người sang, trước khung son ra mắt ngọc hoàng. Hân hoan ngày phúc dầu cười, đi đâu mà lạc bước nơi này, chú lính nhảy dù trông thật là bú trai. Thăm tàu hộp bao, bắt đầu lo âu giao, để thiên trai lo việc hai biên đảo. Làng thang anh đi kiếm mấy cái hàng cà phê đen, các thôn nữ mây đinh nên ngẩn ngơ nhìn. Hãy nhớ nhà xin bắt bò về dưới, lính ba gai năm bảy ngày rồi. Xe mây chờ sẵn bên bè, thiên lôi bèn bất kinh kỳ sóng chấp hầm mình. Anh tình cơn mê, welcome. Lần thứ hai. Kỳ trước là lên show chung với Mai Lệ Quyền, đúng không? Yeah. Ok. Đây là nữ của Tuấn Châu. Gửi lời chào với mọi người, Tuấn Châu. Yeah. Tuấn Châu, kính chào quý vị khán giả của một chương trình show Viet Thao. Ôi trời ơi, Viet Thao, show. Ok. Ngày hôm nay đó, đúng ra Tuấn Châu phải có một show riêng. Nhưng mà Tuấn Châu thật sự là phải một cái sự hy sinh rất lớn. Là bao nhiêu lần mời chú Bảy Văn Chung, chú Bảy Văn Chung vẫn kẹt không đi. Yeah. Nó có nhiều cái nguyên nhân lắm. Cái thứ nhất, lớn tuổi không phải là cái danh. Yeah. Lớn tuổi vẫn có thể đi được, nhưng mà còn thím bảy ở nhà nữa. Yeah. Có đôi khi già cả chứ cũng mùi mẫn lắm. Xa vợ một bữa không chịu. Yeah. Ông chưa ra mình nói xấu không được. Nhưng có một điều đặc biệt ngày hôm nay đó, là mời được chú Bảy Văn Chung đến, phải nói là cảm ơn Tuấn Châu. Dạ, Tuấn Châu. Tại vì Tuấn Châu với chú Bảy Văn Chung có cái show ở trên SBTN đúng không? Dạ thưa anh Nguyễn Việt Thảo, em và bác Bảy Văn Chung cùng với chị Ngọc Đáng là cái chương trình Cổ Nhạc Phương Nam hàng tuần. Uh-huh. Thứ hai, từ 7 giờ tới 8 giờ rưỡi live show chương trình Cổ Nhạc Phương Nam. Nhớ nghe quý vị, nhớ nghe các bạn, từ 7 giờ đến 8 giờ rưỡi, dạ, 1 tiếng rưỡi đồng hồ trên đài SBTN. Dạ. Chương trình Cổ Nhạc Phương Nam có chú Bảy Văn Chung, Nguyên Đáng và Tuấn Châu. Dạ. Ok. Thành ra nhờ Tuấn Châu mới mời được chú Bảy Văn Chung. Bây giờ trước khi mời chú Bảy Văn Chung có mặt trong chương trình hôm nay chúng tôi đã mời được nhạc sĩ Hoàng Phúc để có thể đệm phần giọng cổ một chút mà mình biểu diễn cho mọi người coi. Dạ. Đúng không? Thì Hoàng Phúc, cho anh Việt Thảo xin một bài cao thi nhưng mà không đợi buộc mình nha. Bây giờ phối hợp với ban nhạc Brothers Band thử coi. Brothers Band hôm nay coi phối hợp nổi với Hoàng Phúc không nào. Cao thi, mời quý vị thưởng thức. Hành giới thiệu một quyền thoại về danh hài của Việt Nam mà chúng tôi gọi một cái tên rất là thân thương và quen thuộc, chú Bảy Văn Chung. Yeah. Wow. Kính chào quý vị khán giả kính mến. Chào Tuấn Châu. Dạ. Chào anh Việt Thảo. Dân chúng tôi rất hân hạnh hôm nay được hợp tác thu nay show Việt Thảo. Mà chú Bảy, chú Bảy. Hay quá, đi còn nhờ người ta dìu ở đâu la nữa. Xin mời chú Bảy Văn Chung ngồi. Vui không? Quá vui. Đây, nước của chú Bảy uống nước nắm, ấm đúng không? Dạ. Dạ, con cầm gì mà bị rầy đó? Có người bên lỗ nói tại vì cái miệng trên này cầm không phải nha, tại vì đưa tay cầm lên nó dễ thôi. Đây, phải đưa tay đàng hoàng. Cảm ơn. Chú Bảy có nhớ, có nhớ được cái câu nào mà liên quan tới mời rượu không? Không có, có nhớ là trong trong cái tuồng mà bên cầu Vinh Lụa đó. Dạ. Rượu quá nghèo mà đầy lòng hư gì. Nhớ nổi không? Nhớ nổi không? Không nổi. để Tuấn Châu làm thử coi đó. Tuấn Châu đã mời chú Bảy rượu nè. À. Mời bác Bảy. Bác Bảy ơi, rượu quá nghèo nhưng nồng nàn hương gì. Xin kính cẩn tài năng mời tri kỷ mượn quán rượu hàng nguyên cho tròn vẹn tương phùng. Thương quá.
nhưng mà rượu lạc nhách thì để. Ok, dạ. Bây giờ chú Bảy, con giới thiệu chú Bảy là một quyền thoại, là một legend, chứ không phải là một danh hài bình thường nữa. Và cái show ngày hôm nay nó không là một tonight của Viet Thao, mà là cái show của chú Bảy Văn Chung. Dạ, game show hay là cái gì, tất cả cái sân chơi này là của chú Bảy. Chú Bảy nổi danh với những ca khúc giọng cổ, dù là hài hay dù là độc hay là dù là mùi. Một ca khúc giọng cổ nè, vô cái mùi cho bà con ngồi chơi. Được không quý vị? Dạ, trước hết. Yeah. Trước hết thì Văn Chung tôi kính chào quý vị khán giả. Tại sao phải chào quý vị khán giả? Là vì cây cỏ tốt tư là nhờ người giữ vườn dung phân tới nước, mà nghệ sĩ có phước mới được khán giả mến thương. Đúng, à, đúng. Đó. Bởi vậy, kính thưa quý vị, hôm nay Văn Chung tôi chỉ thuộc có một câu giọng cổ, mà được lên đây cái show của Viet Thao, Văn Chung muốn cống hiến cho quý vị khán giả nghe. Cái câu giọng cổ này của ông Diễn Châu viết cách nay 20 năm. Tôi qua đây 5 năm, tôi có ông Viet Thao, ông Diễn Châu tặng cho tôi, gọi là đàn bà cũng dê. Thành thử đây đàn bà đang ngồi nhiều quá, tôi xin lỗi, không có nói xúc phạm tới nữ giới nha. Văn Chung tôi rất ghê là đâu ra đó khiêm tốn, mà cái câu này của Diễn Châu viết để binh vực người đàn ông, tại sao cứ nói đàn ông dê mà không nói đàn bà. Chú Bảy cần đứng dậy không hay là ngồi hát được? Đứng nha, rồi để thấy, để thấy. Đó. Viet Thao ơi. Dạ. Tinh Châu. Dạ có con. Quý anh ban nhạc ơi, hai ban nhạc. Dạ kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị nghe Văn Chung tôi ca một câu giọng cổ. Tại sao nói là đàn bà cũng dê? Cái câu này của Diễn Châu viết cho Văn Chung tôi cách nay 20 năm. Kính thưa quý vị, không hiểu tại sao mỗi lần Văn Chung tôi đi ngang qua các bà, có hai ba bà khều nhau nói chai dê kìa mấy chị. Kính thưa quý vị, 90 tuổi rồi, từng tuổi này rồi, tôi chưa hiểu cái nghĩa dê là gì, dê là sao mà tôi dê ai mới được. Duy có điều, cứ mỗi lần tôi đứng ngay trước mặt một cô nào trắng trẻo dễ thương, thì tôi hay cười cười liếc liếc. Mỗi lần tôi thấy cô nào vui vui nắm tay nắm chân, tôi thoa thoa chút định. Không lẽ tôi quý trọng, tôi nâng niu, tôi yêu chiều cái đẹp, mà bà con này gan cho tôi hai tiếng dê sầu. Nếu đàn ông bà không biết dê thì đàn bà đẹp chẳng có ai dòm. Bởi vậy khi không khí chuyển động thì trời đất nổi cơn sóng gió. Khi trái tim đàn ông nổi giận thì đàn ông nổi mau dê. Thời xưa có câu đàn ông bảy thiếp năm thê, đàn bà chịu cảnh chinh chuyên một chồng. Thời nay cơ tạo đã xoay dần, đàn bà còn dê bảo gấp 10 lần đàn ông. À, giờ là chú Bảy nè, con muốn mượn cái bài này hôm nay tặng cho người đặc biệt. Bây giờ tặng ai vậy? Biết không? Hôm nay có nhiều vị khách đến từ nơi xa có, mà đặc biệt là có nhiều khách đến từ Massachusetts. Trong đó là có bà già vợ con. Bà vợ ngồi đây nè. Bởi vì trước khi ca câu này tôi xin lỗi, tôi không dám châm biếm người đàn bà Việt Nam. Sở dĩ mà người đàn bà Việt Nam không thấy cái dê là người ta còn rất là cổ kính, rất là nghe nói kín đáo, người đàn bà rất là có đức hạnh. Thành thử ta không thấy cái dê của đàn bà. Cái sự thật đàn bà dê hơn người ông nhiều lắm. Nhưng mà chú Bảy lúc nãy nói chú Bảy không biết dê là con không tin á. Thì mới phơi bài ra dê rồi nè. Thấy trắng trẻo dễ thương là khoái rồi. Hỏi cá nhân chút xíu. Dạ. Yeah. Năm nay 90, còn đeo máy trợ tim không? Cái BMSker còn. Máy trợ tim này có BMSker còn đây. Mỗi thứ 6 tháng thử một lần. Cái gì? 6 tháng thử một lần. Ô, oh, 6 tháng thử một lần mà nghe ông nói 6 tháng án tử một lần. Thử có còn battery còn tốt hay không? Nhưng mà trước đó mình phải thử chứ, phải đợi đúng ngày lỡ pin nó hết sao? Đó, không, đúng 6 tháng có ghi bác sĩ biểu lợi thì phải lợi. Có người Mỹ lợi, coi đó được, còn good thôi được. Rồi nếu hết pin? Hết pin, vô.
móc ra lấy thay khác. Móc ra là phải mổ thịt mình ra. Mổ thịt ra lấy pin ra, thay pin vô. Mà trong thời gian đó là sao tim lấy gì đập? Cái trái tim đập bằng cái máy này là máy trợ. Máy trợ. Tức là 6 tháng nếu hết pin phải đi mổ. Mà coi 30 lần. Ai xa. Thử một cứ hai một năm hai lần mà thử lại cái thai thử cái máy trợ tim mình 30 lần là mỗi năm hai lần 15 năm 30 lần mà thử 30 lần rồi 15 năm hung vàng cái nha hung vàng cái coi đâu mặt đây trời ơi sao tôi nhìn ai cũng đẹp ở đây rồi bây giờ nào chú Bảy với Tân Châu cũng làm partner với nhau có cái gì đối đáp với nhau ngay bây giờ nè sẵn Hoàng Phúc luôn nè bởi vì Tân Châu á tôi nói với tôi hiện giờ ông là cũng như là Viet Thao trưởng ban ở bên của nhạc phương Nam của tôi đường ở bên đài SBTN mà Tân Châu đó khi Hùng Cường còn sống á là Hùng Cường mà hiện đây là Hùng Cường thứ hai nhưng mà mỗi lần diễn cái tuần này đó thì là rất chú Bảy lại cái gì cái dở tuồng đó đối đáp qua lại nó cũng có quên có thể cho chú Bảy cầm cái giấy sơ coi vậy thôi được không được cứ phải thay đường để hầu quý vị khán giả nha dạ cái tôi tứ cứ phải đường con thấy ngoài giọng hát nó gương mặt nó cũng giống lắm đó. À, cái lớp này không phải là cái lớp của Bạch Thái Đường, mà lớp ông Cò Bằng. À. Mà ông Cò Bằng lại ông Tàu Cò Bằng Tân Gia cái nhà rất là hoành tráng. Thành ra cái ông Trung này ông tới nhà thì được. Mừng luôn bác Bảy ơi. Mừng luôn đi. Mừng luôn. Không, vấn đề quên được coi giấy mà bây giờ chú Bảy có nhớ cái giấy để đâu không nè? Có cái đó mới khổ đó. Cái mẫu lần kêu móc giấy ra mà để mà lãnh tiền đó thì móc lẹ lắm. À, móc giấy khác móc hơi chậm vậy thôi. Móc ID lẹ lắm nè. Đó cầm sẵn đây nè. Đó, nói chuyện chú Bảy đó, nhìn chú Bảy đang nói chuyện gì rồi, có nhớ hình ảnh mấy mươi năm trước. Mấy mươi năm trước dân chung nói chuyện cũng giống như vậy. Bây giờ tôi với Tướng Châu diễn ra cái lớp tuồng Bạch Hải Đường mà Tướng Châu làm Cò Bằng. Đại tiệc hồi bầu trung này tới anh đè bạn. Rồi. Dạ ông bầu trung trời ơi. Khỏe quá bây giờ sao rồi? Hả? Gánh hát làm sao? Nói nghe coi. Sao biết tôi là bầu hả? Bầu trung nghe danh lớn quá mà. Trời ơi. Là mày bầu. Gánh hát bây giờ dễ thở không? Trời ơi, thiếu điều muốn thắt họng đi, dễ thở. Đóng tiền rạp, tiền in chương trình, tiền in soi lỗ gì đó, muốn thắt họng rồi. Nhưng mà không sao. Sao? Có cái chuyện này tôi nói cho Tướng Châu nha. Biết vấn đề vợ con tôi nói chứ nhau biết. À, còn vợ con thì như thế nào? Kể cho Viet Thao nè, kể cho quý vị khán giả nghe. Kính thưa quý vị khán giả. Vợ con như thế nào? Kính chú Viet Thao. Kính thưa quý anh em ở đây. Làm bầu gánh hát đó. Mà hiện giờ tôi có một vợ 8 con. Trời đất ơi. Mà nuôi thêm 4 thằng cháu vợ đó. Quá ghê. Làm sao chịu nổi. Mà đóng nghèo ố là nghèo. Nhưng mà được anh mời đến đây tôi mới phân bài cho anh nghe. Dạ. Có một điều rất là an ủi là mấy đứa con tôi đều được nhờ tôi làm soạn giả kiêm giám đốc kiêm sếp đề co vợ tôi làm tổng khẩu giữ thùng tiền cửa và chạy vòng ngoài còn con gái lớn tôi nó ca đúng điệu còn con thứ hai có cái giọng ào ào chuyên đóng toàn là những vai dữ dằn như là vai Trương Phi nè hét như là Châu Sương nè chắc các cháu nhờ anh khổ công luyện tập nên mỗi người bây giờ thì đã thành tài rồi nhưng mà sao tôi thấy cái mặt áo anh hơi buồn rầu có cái gì rầu thì cứ nói đại ra nghe coi chuyện đó sau này sẽ tính chứ giờ đây tôi khổ sở vô cùng vì gánh hát nghèo thiếu trương hụt sau wow yeah sẽ trở lại danh hài Văn Chung và ca sĩ Tuấn Châu với chương trình Chu Nai Quýt Viet Thao sau phần quảng cáo của đài.
Welcome back to tonight, quý Việt Thảo, với danh hài Văn Chung và nghệ sĩ Tuấn Châu. Trở lại với chương trình tonight, quý thầy chú Bảy nè. Chú Bảy, hồi trước đến giờ khi đi hát ở đâu cũng vậy, thì cái người đi bên cạnh chú Bảy không phải là Tuấn Châu, mà là một người phụ nữ, đó là Thím Bảy. Nhưng mà ngày hôm nay con không thấy Thím Bảy ở đây. Thím Bảy đâu? Hỏi câu nghe buồn quá. Buồn gì? Hay là tại vì chú Bảy lộn xộn cho nên Thím Bảy bỏ chú? Không phải. Không phải Thím Bảy bỏ chú, người khác bỏ, mà chú gặp người này mới quan trọng chứ. Chú hồi đó có một người vợ để nhất danh ca miền Nam, tên là nữ nghệ sĩ Thanh Hương. Khi mà nữ nghệ sĩ Thanh Hương vì một lẽ gì đó sang ngang, bỏ chú Bảy bơ vơ có một mình, chú Bảy mới chuyển qua hài đi với hát giả Lý Hương. Chứ hồi đó ca làm cái mùi ca giọng cổ. Như vậy chuyển qua hài là do bị tình phụ? Không phải, nhờ tình phụ tôi mới gặp lại cái bà xã bây giờ đây. Muốn như tôi, trong lòng tôi muốn như vậy mà. Vì bà này đối với tôi là ngoài là một người vợ rất là dễ thương, rất là hiền hậu, lo mấy bao nhiêu đứa con, mà lo cho chồng trong khi bệnh hoạn ca hát. Tôi còn được sống tới 90 tuổi là nhờ cái bà này. Con chứng minh điều đó, đi hát chung lo cho chú Bảy từng chút một. Tôi nói chú Việt Thảo, tại sao mà tôi chuyển qua hài? Thôi bây giờ ở với bà này, chuyển qua hài thì khỏi đóng kép mùi. Đóng kép mùi ôm ấp đầu thương đầu đẹp lắm. Thì sợ bà này bỏ buồn. Thôi chuyển qua hài, chứ sự thật là không muốn ca giọng cổ nữa, mà muốn diễu. Cái đó là sở trường, còn ca giọng cổ làm kép là sở đoản. Hồi nhỏ không ca cái đó thì tiền ít quá. Cứ như mà khi qua tới năm 1965 rồi, thì cái hài, cái trình độ mà ca hài kịch đó, nó ngang với, gần ngang với kép chánh. Thành mới chuyện, thôi bây giờ mình làm hài. Nếu chẳng may tổ nghiệp cho khán giả thương, mà tôi làm hài thương thì tôi cũng có sẽ có làm ra tiền để nuôi vợ nữa. Nhưng mà có một điều từ nãy giờ con hỏi Thím Bảy đâu chú, cái đánh trống lãng cái điều mới nói nè, cái đó nó mới ráp vô cái này. À. Chẳng may năm 2011, mới đây, năm 2011. Cách đây 6 năm trước. 6 năm trước, tự nhiên Thím Bảy quên của cái tôi kêu em Lan chở tôi vô bệnh viện mà Thím Bảy gọi phone không được. Tức là xảy ra đầu tiên không gọi phone được. Gọi không được. Là không nhớ số hay sao? Không phải không bấm không được mà không biết cách nào để kêu. Thì tôi đi bệnh viện tôi về xong rồi về mới đi bác sĩ coi lại. Bị Alzheimer. Alzheimer. Nhưng mà Thím Bảy bao nhiêu tuổi? 78 tuổi. 78, trong khi chú 90 không bị quên mà Thím Bảy lại quên. Đã quên mà bây giờ đó. Cái vấn đề tôi lo cho vợ tôi cũng như là Mai Đình lo cho hàng mặt tử vậy. Hay quá ha. Là như vậy, trong cái câu cái tuồng mà cái tuồng hàng mặt tử. Hàng mặt tử đó có câu Mai Đình nói: "Buổi sinh thời anh đem tặng cho người ta, ngày tàn phế em lãnh em về là bỏ vật." Là tôi lo cho vợ tôi bây giờ. Trời. Nhưng mà tôi lo mà tôi vẫn vui. Tôi mong sao mà nếu vợ tôi tắt thở tôi tắt theo. Bảy. Không, tôi cái tuổi này tôi hết ham rồi. Tôi nói nhiều người như vậy mà là 100% cái lòng tôi sao tôi nói vậy. Bởi vì bà này đó đối với tôi rất ngoài sức tưởng tượng. Khi chiến tranh vô, mất nước vô, không có tiền. Mỗi lần đi hát đói, nhét vài ba chỉ vàng trong bóp cho chồng mà không nói cho chồng biết. Lên tôi lên xe rồi mới nói trong bóp anh có mấy chỉ vàng của em. Trời ơi. Hỏi anh sao? Nè, chú nói với con nói với chú đó, chú nói rằng khi Thím Bảy tắt thở chú tắt theo, con nói bậy, không được. Nên thép hơn nên là không phải. Chú khoan hãy tắt thở, chôn cất Thím đàng hoàng rồi hãy tắt. Chú tắt ai chú? Ý tôi muốn chôn là khi nào để cùng chung được. Mặc dầu chết rồi cho tôi gác cảnh qua bãi chút xíu. Ok. Cái nó chung tình. Nếu chú Bảy trăm tuổi già mất, chú Bảy chôn Thím Bảy, con chôn chú Bảy. Trời ơi, cảm ơn vô cùng. Chôn chú Bảy xong rồi con mới chết. Chứ nếu con chết một lượt không ai chôn chú. Tôi mong khán giả ở đây cũng như là khán giả đương nghe thấy nghe đài và nhìn đài và chú Việt Thảo tất cả ở đây mà được đến mà khi chú Bảy nằm xuống có một nén hương tàn, chú Bảy rất vui lòng ngậm cười để chín suối. Bây giờ như vậy, khi mà chú Bảy mất, con có đến thắp nhang chú Bảy cũng không biết. Nhiều khi ngày đó con đi show con không có ở nhà, thôi bây giờ con lại con thắp nhang cho chú trước.
cũng được. Thì chú biết, thì chú biết là sao đó con khỏi lợi. Không biết. Rồi còn nữa nè. Thí dụ như tiền đi phun điếu, lúc đó phun điếu ai xài? Đâu, đây bây giờ phun điếu trước. Tức là phun điếu trước. Bên cái đây thì phần đông là mình phun điếu. Khi cái tuổi này rồi đó. Đã từng kề cận với những cái chết rồi. Mình nói tới chết không có lo. Đâu, ăn thua. Không ăn thua gì hết trơn. Dạ. Bây giờ nè, cái chuyện đó nó buồn, phải không? Nhưng mà chú Bảy từng tuổi này làm sao lo thím Bảy được? Hay là mình phải mướn nó, hay là mướn người? Nó rất là, cũng có phước cho bà xã tôi mà có phước cho tôi. Rất may nó có thằng con trai tên Quách Thanh Liêm. Và Nguyễn Thanh Liêm bởi vì lấy họ mẹ họ cha luôn. Chú họ Quách. Là họ Quách, rồi mẹ nó họ Nguyễn. Lại xin được cái giấy để săn sóc cho mẹ nó. Mà nó săn sóc ngoài sức tưởng tượng tôi. Nhưng săn sóc là săn sóc về ăn chất uống sinh hoạt. Dạ. Nhưng mà đêm nào không có tôi, bà không ngủ được. Mặc dầu không biết gì hết. Rồi thím Bảy còn biết chú Bảy không? Biết. À, cái gì quên nhưng mà chú Bảy không quên. Có ai đây, có bữa, có khi nói Văn Chung. Ai đây, con của mẹ. Trời ơi trời. Nhưng mà tôi vẫn vui. Tôi vẫn vui biết rằng vợ tôi ưa quên. Nhưng mà bà lựa cái bệnh ngặt quá. Cái bệnh mà tổng thống không có, cũng phải chờ chết chứ không có trị được là tổng thống Reagan. Tức là bị rheuma. Như vậy thì thím Bảy chọn con đường sang, bệnh theo bệnh sang, theo tổng thống nữa. Thôi, không có nói chuyện buồn nữa. Nhưng mà nếu một hôm nào hay tối nay về gặp thím Bảy nói cho tụi con gửi lời thăm, coi thím Bảy nhớ Viet Thảo không? Đâu có biết nhiều khi, rồi chương trình Tonight Viet Thảo hôm nay live, cho nên đài sẽ chiếu lại một vài bữa nữa nha, thì đón mở coi, hoặc là trên YouTube vào cái channel của Thúy Nga. Nha, thì sẽ có đăng lên đó để cho thím Bảy coi lại, có nhớ không? Rồi, thử rồi nha. Rồi, nhiều khi mà thím Bảy coi xong nói cái thằng Viet Thảo là lúc đó khỏe rồi đó. Rồi bây giờ nhờ Viet Thảo cho chú Bảy nói gì vui cho khán giả. Chỉ sợ chú Bảy về chú Bảy quên nói cho thím Bảy thôi à. Bây giờ cái gì vui làm gì vui, Bảy ca đi với một cái chương trình của Tuấn Châu bác Bảy á, thì lúc nào khán giả cũng muốn bác Bảy ca những cái loại cà đó. Tất cả loại cà. Con nghĩ bắt cả 7K cái bài cà đó. Cái bản này đó thì đã từng ca cho quý khán giả nghe rồi. Không cái sao. Bài này trong Tứ Ếch đi Sài Gòn của soạn giả Diễn Dâu viết nữa. Mà khi vô bị bắt đồ lậu đòi vô ở tù chung với mấy anh tù. ca giỡn với mấy anh chơi. Mà ca các loại cà. Cái chữ nào mà có chữ cà ở đầu thì tính vô chữ cà. Thành thử ra cái bản này hơi vui vui. Để con lắng nghe, nếu cái bài này bắt đầu một chữ cà mà thiếu một chữ cà của con đó là con kiếm chuyện đó. Rồi, bây giờ. Bây giờ đó mời tất cả mọi người ra theo dõi một cái bài hát với danh hài Văn Chung bắt đầu một chữ cà. Và mọi người để ý coi mình thiếu cái chữ cà nào hồi cho biết nha. Rồi. Kính thưa các bạn, vậy hôm nay tôi xin kể ra các bạn nghe. Tôi kể các loại cà, trước nhất là cà ri mình sực với bánh mì, còn cà pháo tròn tròn như viên đạn, đi dạo tối này gọi là cà rịch cà tăng. Mắm kho muốn nấu ngon phải có cà tím rịm, còn cà ra dành để đi cưới vợ, còn cà sóc là mấy thằng bộ mặt khó ưa, còn cà cuốn vừa cay vừa tăng khẩu vị, cà rem vừa lạnh lại vừa ngon. Bây giờ càng nhàn gọi là cà riền cà tỏi, cái trái đỏ đỏ tròn tròn người ta gọi cà chua, còn cà chân là mấy đứa không có đàng hoàng, còn cái thứ bắn đùng đùng người ta gọi cà nông. Cái bếp nấu còn có cái gọi là cà ràng, còn nói chuyện lập cặp người ta gọi đó là cà lâm. Còn cái thằng ngồi bên kia tiếp, còn cái thằng ngồi bên kia nó đang ghi chép chép mà đó là cà mau. Sợ tôi thiếu Cà Mau đó, biết ngay thiếu Cà Mau. Dạ, cái đó mà chú hát cương, chú Bảy Văn Chung là người hát cương rất hay luôn. Hồi nãy mà chú cương con chót là đủ luôn đó. Thử là cương nổi không, cương nổi không? Cương, bởi vì trong cái câu chuyện đó, có em nó bị bệnh cà lâm mà thấy thấy nó vui vẻ quá. Nó năn nỉ chú Bảy ca đi, cái câu chuyện cà lâm cho nó nghe. Có một điều như thế này, chú Bảy có nhớ số điện thoại của chú Bảy không? Chú Bảy, số điện thoại bây giờ đây. Nhớ chứ sao? Nói thử em. Cho số điện thoại cho kêu
để mà cấp tốc cho con tôi là 234 5902. Còn cái số điện thoại của tôi là 174 714 714. Thấy chưa, thấy chưa, biết ngay mà nè. Cũng phải theo vua chứ. 714 phải không? À 5 7 8 7 4 8 8 5. Chặt lắc rồi. 714 74 576 576. Ờ rồi 6 7 8 6 7 8 8 8 8 4. Lộn rồi. Không, cái này không phải lộn. Cái này quên. Quên chứ không phải lộn, quên. 714 5 6 8 8 7 4 8 6 rồi. Anh em cười chứ tôi muốn chết trong lòng á. Anh thì có muốn khóc luôn á. À, ở cái tuổi lớn tuổi mà như vậy là giỏi. Chú Bảy biết bây giờ con đang tập cái gì không? Làm gì? Cái số mà ID driver license của con là C01218437. Thí dụ như vậy phải nhớ. Cái United Airlines, cái mileage G08346. Cái password là gì? Mình phải tập nhớ. Cái đó là một trong những cách để mình ngăn ngừa cái Alzheimer, là cái bệnh mà hay quên lãng trí của tuổi già. Cho nên chú Bảy bây giờ đó, cái đầu tiên nhớ, mình tự nhớ. Thay vì mình theo thói quen mình có sẵn trong điện thoại bấm gọi, không, mình bấm số mình gọi. Được không? Có khi nhớ. Còn về bước về nhà đó, làm ơn học. Mở cửa vô bước gặp, đây là bà xã của tôi, đây là nhà tôi, nói câu đó. Chúng tôi vô gặp nó, uống nhỏ nào trong nhà tôi, lúc đó là có chuyện đó. Ok, bây giờ bắt đầu game với chú Bảy Văn Chung. Bữa nay mình chơi game nha. Được không? Tuấn Châu với con sẽ phối hợp để cho chú Bảy chơi cái game này. Nhưng mà chơi game đó, mình phải dựa vào cái sức khỏe của người guest. Chú Bảy năm nay 90 rồi, mà chú có máy trợ tim, cho nên cái game gì đó nó phải nhẹ nhàng. Có thể hát ca nói chuyện, chứ mà làm vận động quá thì tội nghiệp chú Bảy, lỡ mà nó tắt máy cái chết luôn đó. Nha. Cho nên mình sẽ chơi game này. Con với Tuấn Châu sẽ quay dây cho chú Bảy nhảy. Nha, bắt đầu nha, chơi game này được không? Chú thấy sao? Thôi để chú sợ, mặc dù muốn chết không sợ, nhưng mà sợ chết gấp, không ai trong gia đình thấy mặt không? Thành thôi để sợ giải, nhảy hồi chết. Nó chơi chứ làm sao bắt được. Nói được coi chú Bảy nghĩ sao thôi. Rồi, thôi. Như vậy, phải nói là hôm nay con rất mừng nha. Gặp lại chú Bảy, không riêng con, tất cả khán giả đây đúng không ạ? Rất mừng khi gặp lại chú Bảy. Mừng không ai vô tay hết trơn kìa. Và ngay cả khán giả của Tonight của Việt Thảo ở trên các TV cũng như trên khắp thế giới khi coi qua mạng đều dành một cái sự thương yêu đến với chú Bảy Văn Chung, một huyền thoại của Việt Nam. Được không chú Bảy? Được. Nè, có gì tâm tình không, nghe chơi nào. Tâm tình hả? Người ta khen mình vậy đó, mình nói sao? Đã không? Nói bây giờ cái trong lòng của chú Bảy nguyện nó có hai câu thơ. Dạ. Nguyện ở trong lòng. Lúc nào cũng không khi nào quên được có hai câu thơ này. Là trót xanh lạc ra kiếp con tầm, nhã tơ cho hết rồi nằm mới yên. Đó câu thơ ai? Trót sinh ra kiếp con tầm, nhã tơ cho hết rồi nằm mới rồi yên. Nằm mới yên. Sẽ trở lại trong chương này của Việt Thảo sau phần quảng cáo của đài với Văn Chung và Tuấn Châu. Welcome back to Tonight của Việt Thảo cùng với huyền thoại của chúng ta là danh hài Văn Chung cùng ca sĩ Tuấn Châu. Trong những giây phút sau cùng này, Việt Thảo muốn dành thời gian cho chú Bảy Văn Chung. Tại vì con nghĩ rằng cái tuổi lớn có đôi khi mình quên những điều mình muốn nói. Thử suy nghĩ coi mình có muốn nói gì thêm nữa trong chương trình hôm nay. Muốn nói về... Chứ còn không muốn chú về nó chào quên mẹ hồi nãy tính nói mà quên. À yeah. tôi muốn tâm tình với quý vị khán giả. Dạ. Yeah. Văn Chung trước khi mà nghe nói vắn tắt là nếu không còn đứng trên sân khấu nữa, chẳng may mà nhả hết tơ rồi, mà tầm nằm xuống. Nhưng mà nếu còn tầm nằm xuống mà còn tơ thì sao? Còn tơ cũng phải nằm luôn đi chứ, nên nằm xuống, nằm xuống về hết nổi rồi. Tôi mong quý khán giả thương Văn Chung
nghĩa là còn lợi bao nhiêu con. Năm nay là năm 7 năm ở trên làm chung với Tuấn Châu cái chương trình của nhạc Phương Nam. Lần đầu tiên bên SBT lên núi Trần, rồi sau cô Ngọc Nữ, rồi bây giờ mới qua bên này. Thành thử ra bây giờ mong sao quý khán giả nghĩ tới mỗi lần mà Văn Chung hát, nó lỡ lời ra một câu gì bị dấp, bị này kia, cứ nghĩ rằng Văn Chung năm nay 90 tuổi. Có người không, nếu mà nói rằng cái tuổi 85 thôi chứ đừng nói 90, nói còn không ra hơi hú chi cả. 63 nè, nói còn dấp mà còn sai mà. Thành thử ra quý vị thấy nghe Văn Chung mà có dấp dáp, nói những cái gì mà không được suôn sẻ, vui lòng tha thứ. Mà hôm nay xin tâm tình với quý vị khán giả, sở dĩ Văn Chung nhìn Văn Chung hình này ốm như vậy đó là vì thương vợ, lo cho vợ. Cái bệnh của vợ không thể nào chữa được, mà chỉ có trong vòng 11 tới 13, năm 2011 tới 2017 mất 20 bao. Đương 140, bây giờ còn 110 mấy, 118. Thành nhưng mà Văn Chung tôi vẫn vui lòng lo giúp cho vợ, cho con một người vợ biết thương mình, biết lo cho gia đình. Khán giả vẫn còn thương bà xã tôi chứ không phải là ghét nữa. Coi bà xã tôi là một người biết thương nghệ sĩ, chăm sóc cho nghệ sĩ. Ở trên đợt nghệ sĩ Tiền Phong có không có người đàn bà lo cho Quái Kiệt Ba Dân. Thì cái tầng lớp của tôi là thập niên 50 trở xuống đó, thì cái bà xã này là cái người được báo chí Việt Nam lúc bấy giờ khen ngợi là biết lo cho nghệ sĩ, cho chồng. Tuấn Châu nè. Dạ. Trong thời gian qua cộng tác chung chú Bảy Văn Chung, có những gì tâm tình về chú Bảy? Thật ra thì với 2010 thì em và bác Bảy với chị Ngọc Đáng đã làm một cái chương trình cổ nhạc phương Nam để bảo tồn cái nền cổ nhạc phương Nam. Lúc nào bác Bảy cũng nói Tuấn Châu, mình không có để cổ nhạc của mình bị mai một. Thì thành ra khi mà đầu tiên thì làm bên đài VSN, thì khi đó làm được 2-3 năm thì bên đó nó nghỉ. Thì hiện bây giờ thì làm bên FPTN được 3 năm. Đây là cái nguyện vọng Tuấn Châu cùng với chị Bác Bảy cùng với chị Ngọc Đáng làm với anh Hoàng Phúc là 4 người lo một cái chương trình mỗi tuần. Đây là cái niềm rất là... đối với Tuấn Châu, đây là một ông tổ sống gần gũi bên Tuấn Châu làm được cái chương trình cổ nhạc phương Nam mà hiện bây giờ tất cả bên Úc, Canada, Mỹ và luôn cả bên Việt Nam cũng có gọi qua Tuấn Châu, gọi qua Bác Bảy, gọi qua chị Đáng. Nói ráng nghe, bên Việt Nam còn không làm một cái chương trình live show mỗi tuần được, mà Tuấn Châu, Bác Bảy với chị Đáng làm được thì ráng giữ gìn cái bộ môn của mình. Đây là cái nguyện vọng Tuấn Châu, rất là cảm ơn Bác Bảy đã đứng ra. Mà cái tên cổ nhạc phương Nam là do Bác Bảy đặt ra cái chương trình cổ nhạc phương Nam. Con 63 tuổi, nói chuyện bình thường còn dấp dáp, có khi quên đầu quên đuôi. Cho nên chú Bảy không có lo gì hết, trình diễn cái gì cứ trình diễn. Còn đối với khán giả đó, cứ nghĩ đây là ông già lớn tuổi hay quên, mình coi như ông quên trước đi. Khỏi, coi ông quên sau thì chuyện bình thường, có phải không nào? Dạ, đúng vậy. Tuấn Châu bây giờ đang là ở cái hình ảnh của một nghệ sĩ hùng cường. Thì Hùng Cường hồi xưa có hát Tình Chú Thoàn. Đúng danh tiếng luôn. Dạ, đúng vậy. Tuấn Châu như vậy có biết cái gì về Tình Chú Thoàn, có thể hát được ngày hôm nay cho mọi người? Cảm ơn anh Thảo. Cái tuần Tình Chú Thoàn thì Tuấn Châu cũng rất là may mắn, khi mà đặt chân đến Mỹ thì Tuấn Châu đã được quay bên cái tuần đó của cái vở Tình Chú Thoàn. Thì cũng phải nhớ tại cái tuần đó thì Tuấn Châu rất là làm mến mộ của cố nghệ sĩ Hùng Cường, thành ra nói là chơi liền. Rồi làm liền nghe. Chơi liền. Quý vị, hình ảnh của Hùng Cường và Tuấn Châu, Tình Chú Thoàn. Yep. Hai đứa nó đang giỡn với nhau thì ổng đi về, ổng mới nói: "Hay à, con gái ơi, con gái, trời ơi, lì qua láng nói chứ, còn nói cho lì nghe nè, dấu ba nghèo, ba chết lối, ba cũng vui, lùi cho con ăn học tệ, con ly với thằng này, con gái thì phải có lích là, đừng lễ cho hàng xóm, lo chửi cha cái thằng Thoàn. Lo chửi Thoàn là không có biết dài, mày sẽ cho mày ly trai gái với thằng kia, mày mốt mày có chữa thì làm sao có chồng chứ. Mày vũ lo vô trong nhà suối quẩy,
công tình ngõ dại dỗ mấy môi lâm. Bây giờ mày chẳng có chịu nghe tao, tao ly buôn bán mày ý ly mày có mèo. Wow. Ba ơi, ba đừng có lanh con vợ của ngon. Ba ơi, ngõ nghĩ cái tình nghĩa vợ chồng nó không còn cái nghĩa lý gì ly. Thì ba cứ lễ mặc cho lo ly làm lì cho sung sướng sang giàu. Ba đánh lo làm chi cho mang tiếng còn chịu lý hay tù. Ngày mà thòn còn ngánh với trai nghèo khổ, thòn không có nhiều tiền, bắt con vợ lẹp lo thị chung chứ ba, đúng không anh Thảo? Đúng. Cái nghĩa của thòn lâu bằng cái biệt thự cao sang. Thòn thiên về mà không có biết làm giàu cho gì. Thì nghĩa của thòn lâu bằng mấy sắp dây alo la. Lo chẳng có thấy chung chính có tài quyến gì. Đúng không? Đây là những cái bài này á, khi mà chúng ta còn nhỏ rất là mê cố nghệ sĩ Hồng Cường hát cái tuần tình chú Thoàn này, mà khi gần định cư ở Mỹ với vợ con thì lại được mời tuấn cho hát cái vai ông chú Quả cũng lê lợi tiếng Tàu. Thì được bên đài truyền hình nó mời hát cái tuần tình chú Thoàn. Đây là cái cô cũng làm rất là hạnh phúc lắm được hát cái tuần của cố nghệ sĩ Hồng Cường. Còn chú Bảy Văn Chung, khi nghe lại tình chú Thoàn có một cái ấn tượng gì về Hồng Cường? À, còn muốn thử đó nha, coi chú Bảy có bị Alzheimer không đó. Nếu nói Hồng Cường á, thì cái sân khấu Dạ Ly Hương, bác Bảy chuyển hài là qua nhờ cái sân khấu đó. Đúng. Lúc đó có cặp sóng thần gọi là Hồng Cường, Bạch Tuyết. Dạ. Thì Văn Chung về đóng những vai kêu nó dân vai già dê để đối chọi với Hồng Cường. Thành thử ra cái sân khấu mà Dạ Ly Hương đó, nó, chú Bảy về năm 1965. Tới bây giờ nhờ cái sân khấu đó chú Bảy không bao giờ quên được. Cũng nhờ cặp sóng thần này mà cái tên chú Bảy cũng kèm theo đó. Sân khấu Dạ Lý Hương không quên, cặp sóng thần Hùng Cường Bạch Tuyết không quên. Rồi chú Bảy, những cái bài bản hôm của sân khấu Dạ Lý Hương mà tạo thành danh, chú Bảy có còn nhớ được chút nào không? Chú Bảy không còn nhớ cái đó, nhưng mà chú Bảy được, muốn ông Diễn Châu đặt cho chú Bảy một lớp ca xương tình gọi là cái thú đam mê. Rồi chú Bảy muốn ca cái lớp xương tình thú đam mê cho rồi xương cái... tình dạ thiệt coi đó. Chơi mà bữa nay chơi cho đáng ha. có đó các bạn ơi. Ơi là ơi ông quên đâu có đó, nó cũng đâu có. Các bạn nên biết khán giả tôi bảo tôi là một lão già ham hát. Tôi nói ra đây xin các bạn đừng cười, vì sống trên đời ai cũng có cái thú đam mê. Kẻ mê bồ nhí, còn người thì mê mê chăn gà. Còn các cô cậu thì mê ăn mê nhậu, muốn vào bia ôm để trò chuyện với các nàng. Cũng có quý ông thích bạc ham vàng, còn riêng văn chúng tôi thì mê văn nghệ và thích hát cải lương. Khi nhạc trỗi lên bóng trầm khoan nhạc, là hồn tôi đắm say theo điệu hát câu hò, hòa lẫn tiếng ca với tiếng đàn cò. Tôi nghe tâm hồn như bay bóng lần lần, thật không tình nào thương với nhau bằng tình nghệ sĩ. Kết hợp giao lưu quên phiền muộn trong đời, gửi cả tâm hồn vào tiếng nhạc lời ca. Nếu ai mà rẻ khinh thì binh vực cho tới kỳ cùng. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau kết bạn để quên rồi. Rồi hợp mặt cũng là niềm vui an ủi tinh thần, gắn bó đậm tình tri kỷ tri âm. Từ thời xa xưa ông cha ta đã gầy dựng
giả cổ hoài lang đi vào hồn dân tộc để phát huy phong trào cải lương truyền thống của ông Cao Văn Lầu xuất xứ ở Bạc Liêu là cháu con phải gìn giữ bảo tồn thế hệ sau này tiếp nối trào lưu. Nếu mai sau dân chúng tôi được làm người thì cũng nguyện trọn đời theo nghiệp cầm ca. Cảm ơn chú Bảy đã đến với chương trình Today Quyết Thảo. Cảm ơn Tương Châu. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình hôm nay live trực tiếp từ Little Saigon, California. Thank you and good night. Yeah.